Phần lớn trẻ em Việt Nam lúc mới sinh đều có chiều cao tương đương với trẻ em sinh ra tại các quốc gia khác trên thế giới. Nhưng từ 3 tháng tuổi trở lên thì có rất nhiều sự thay đổi, đặc biệt là ở lứa tuổi lên 3. Khoảng cách bắt đầu thay đổi, khoảng cách chiều cao của trẻ em Việt Nam cách biệt dần và dẫn đến là trẻ em Việt Nam bị bỏ xa so với trẻ em thế giới. Chiều cao trung bình của người Việt trưởng thành hiện nằm trong nhóm những nước có chiều cao thấp ở khu vực châu Á và càng xa hơn khi chúng ta so sánh với nhiều quốc gia ở châu Âu. Tổ chức Y tế Thế giới là vẫn khuyến cáo là nên bổ sung ở dạng các dạng thuốc hay là thực phẩm chức năng đấy, để bổ sung cái liều D dự phòng hàng ngày, thì đấy là một cách rất là tốt và rất là an toàn để mà đảm bảo được đủ cái lượng D3, bởi vì D3 cực kỳ quan trọng cho cái sự phát triển, bởi vì phải đủ vitamin D3 thì cơ thể nó mới hấp thu được canxi ở tại ruột. Và bên cạnh cái D3 đấy, nếu mà chúng ta sử dụng những sản phẩm mà có đi kèm cả cái vitamin K2, đấy là một loại vitamin mà giúp cho vận chuyển được canxi vào đúng cái cơ quan đích chúng ta mong muốn, đấy là vào xương, chứ không phải là vào những cái lắng cặn ở các cái cơ quan khác mà gây hại cho cơ thể. Thì đấy là, thì nếu mà có những cái bổ sung được những cái sản phẩm mà đi kèm được cả D3 và K2 thì đấy là rất là hoàn hảo và rất là tốt cho sức khỏe.